Chương trình Phụ nữ ngày nay của Sài Gòn TV xin mến chào quý vị và các bạn. Chương trình vẫn được thường xuyên có sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh và luật sư Trần Khánh Hưng. Mến chào giáo sư Kim Oanh cũng như luật sư Hưng ạ. Hôm nay là chúng ta vào những ngày cuối năm. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu thì Hưng Thơ cũng xin được phép có vài dòng giới thiệu đến quý vị về giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh. Cô nguyên là giáo sư ngành sư phạm của Đại học Cal State Long Beach, từng là giám đốc chương trình ngôn ngữ chiến lược cho toàn hệ thống CSU. Cô có 9 năm làm việc cho chính phủ liên bang tại Hoa Thịnh Đốn trong nhiều vai trò lãnh đạo khác nhau, kể cả giám đốc nhà ngoại ngữ và giáo dục quốc tế Bộ Giáo dục Hoa Kỳ và tư vấn cao cấp cho cơ quan trực thuộc Phủ Tổng thống, trách nhiệm về công dân Mỹ gốc Á Châu. Hiện tại giáo sư Nguyễn Lâm Kim Oanh đã về hưu và chỉ còn cộng tác với tổ chức hội cựu nhân viên lãnh đạo quốc gia trong vai trò Executive Coach. Ngoài phương tiện giáo dục, giáo sư Kim Oanh còn chuyên ngành về tâm lý giáo dục và từng là diễn giả chính cho nhiều buổi hội thảo và phát triển cá nhân và gia đình. Trong khi đó, luật sư Trần Khánh Hưng có văn phòng nằm trên đường Brookhurst, góc đường Mạc Faden, trong khu phở 54. Văn phòng của luật sư Hưng có sự cộng tác của các luật sư Việt Mỹ chuyên đảm trách về luật gia đình, những trường hợp ly dị đơn giản hay phức tạp, tranh chấp về tài sản, thăm nuôi, cấp dưỡng con cái hoặc phối ngẫu và những trường hợp có bạo hành trong gia đình, tai nạn nghề nghiệp, workers' comp, hoạch định di sản, di trú, thuê mướn địa ốc. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc với luật sư Hưng ở số 714-839-4077. Và thưa quý vị, chúng tôi thu chương trình này vào một khoảng hơn một tuần trước khi bước sang năm mới Tết Tây Lịch, cũng như là khoảng hơn một tháng nữa là Tết âm lịch. Và giống như truyền thống hàng năm, các tạp chí như các đài truyền hình lớn đều có chương trình Year in Review hay là Person of the Year. Đây là thời điểm cuối năm để chúng ta có thể tổng hợp những thành công cũng như là thất bại, những niềm vui cũng như những nỗi buồn của bản thân trong 12 tháng qua. Việc nhìn lại một năm không phải để tiếc nuối hay níu kéo quá khứ, mà để chúng ta suy gẫm và có định hướng rõ ràng và tốt đẹp hơn trong năm mới. Và trong cái tinh thần đó, chương trình Phụ nữ ngày nay của chúng tôi xin được làm bàn về đề tài ôn cố tri thân với sự gợi ý của giáo sư Kim Oanh. Hương Thơ nhớ cái câu này cũng là một câu thành ngữ của từ luận ngữ của Khổng Tử, phải không ạ? Thì bây giờ mình nói về cái này thì xin Kim Oanh nói, giáo sư Kim Oanh nói về cái year in review cũng như là nhân vật trong năm là như thế nào, rồi trước khi chúng ta nói về những cái nền văn hóa và tôn giáo. Cái câu mà ôn cố tri thân là mình nhìn lại cái cũ để mình coi mình học ra được cái gì mới, phải không? Thì mình thấy là mỗi năm vào cái khoảng thời gian này là họ hay nhìn lại hết nguyên năm và họ nêu ra những cái sự việc nào xảy ra mà có ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới, cũng như là lựa một người Person of the Year. Có khi nhiều, có những năm nhiều người thì họ lựa một vài người mà có ảnh hưởng lớn. Thường thường những người đó phải làm một cái gì đó mà giúp đỡ nhiều người. Thì chúng ta hôm nay cũng theo cái đường hướng đó, phải không? Ôn lại cái năm cũ. Vâng, nói về năm cũ thì sau cái năm này nó qua nhanh quá Hưng à? Không biết sư Hưng có cảm thấy tại sao nó nhanh như vậy không? Có lẽ đối với Hưng thì là năm nào nó cũng nhanh như vậy, bởi vì tất bật, mình bận rồi tất bật đó, thì cái thời gian nó qua rất mau. Nhất là khi mà cái tuổi mình càng lớn lên thì mình thấy là có lẽ là cái thời gian cái quỹ thời gian nó ngắn lại. Giống như giáo sư Oanh đó, là khi mình nhỏ đó mình cũng mong chờ năm mới tới để mình lớn thêm, mong lâu lớn thật, đợi Tết tới lâu thật lâu mới tới, hoặc là sinh nhật mình phải đếm từng ngày từng giờ, bây giờ nó qua vùn vụt mà nó tới mình cũng không muốn nó tới vào. Càng lớn càng già và càng yếu. Bây giờ nói về cái vấn đề, tôi thấy khi mà cuối năm những ngày cuối năm đó, ngay cả những cái tôn giáo đều có những cái truyền thống. Cái mẫu anh hay là Hưng có thể nói về cái một vài cái tôn giáo mà chúng ta biết đến là họ có những cái truyền thống rất là đặc biệt, phải không giáo sư Kim Oanh? Thì thường thường đó, chúng ta để ý thấy là cái khoảng thời gian cuối năm, tự nhiên mọi người có cái cảm tưởng là mình nên ngồi nhìn lại, ôn lại cái quá khứ, phản ảnh lại những cái gì mà đã qua. Thì đây là một cái tập tục mà được thực hiện trong nhiều cái tôn giáo khác nhau. Mình có thể nêu ra ba cái tôn giáo lớn nhất là Thiên Chúa giáo, phải không? Thì trong đạo Công giáo, mùa này gọi là mùa vọng. Tuy nhiên là trong đợi hy vọng cái ngày Chúa đến, là Chúa sinh ra đời và Chúa đến lần thứ hai. Thì trong cái khoảng thời gian này, mỗi lần đi nhà thờ, đi lễ là mình hay được khuyến khích là nên ôn lại, sửa lại những cái gì sai và chuẩn bị để đón mừng. Thì trong cái đạo Islam, là đạo Hồi giáo, người ta cũng có cái thời gian gọi là Ramadan. Thì trong thời gian này họ nhịn ăn từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn trong vòng 30 ngày.
Và trong cái khoảng thời gian đó họ cũng có cái phong tục là phải ôn lại, phải reflect, phải phản ánh lại trong năm qua. Và cái đạo thứ ba mà cũng có cái thói quen này là đạo Judaism, là đạo mình kia là gì? Đạo Do Thái giáo. Do Thái giáo thì họ cũng vậy. Rosh Hashanah là cái ngày đầu năm, thì cái khoảng thời gian 10 ngày và kết thúc ở Yom Kippur cũng vậy. Họ mỗi ngày họ có những cái bài đọc để mà ôn lại. Và tất cả những cái này là tôi nghĩ cái thói quen hay để mình coi thử trong năm rồi. Như là mình nói là khi mình thấy thời gian đi qua quá nhanh, công việc tới dồn dập, mình cứ làm, mình không có suy nghĩ. Đây là khoảng thời gian mình phải dành ra để suy nghĩ, để nhìn lại. Thì đó là một cái tập tục tốt để giúp cho chúng ta chuẩn bị đón năm mới một cách hoàn hảo hơn. Không biết Hưng còn nhớ Việt Nam mình có như vậy không ha? Theo như Hưng thì nó rất là đơn giản. Là bởi vì khi mà mình qua một năm đó, thì bao giờ vào trong cái tháng 12 là một cái tháng mà nó làm cho mình giống như là mình chậm lại, là mình sửa soạn để mà mình đón cái cho những người Hưng là cũng là Công giáo, thành thử ra mình đón cái Noel, rồi mừng Chúa Giáng sinh. Thì trong cái không khí đó thì mình thấy là có những cái mà lo âu hay là những cái phiền toái hay là những cái gì mình quảng qua nó một bên, để mình nghĩ tới cái chuyện là bây giờ chẳng hạn như trang hoàng nhà cửa, rồi mình thấy có cái không khí, chẳng hạn mình đi ra ngoài đường mình thấy các nhà chung quanh họ cũng bắt đầu như là chưng đèn lên, rồi mình nghĩ tới người thân của mình, rồi chẳng hạn như là con cháu trong nhà thì là quà hay là bữa tiệc Noel là một cái bữa mà để mà mình sum họp gia đình, thì nó mang lại một cái không khí rất là đầm ấm. Thì cái điều đó là một cái điều rất, đối với Hưng thì là một cái Noel là một cái tháng rất là đáng nhớ và nó có nhiều kỷ niệm. Vâng. Nói trở lại cái văn hóa thì thấy Việt Nam mình cũng giống như những cái đạo khác, là có cái truyền thống là cúng giỗ cuối năm, rồi tất niên, rồi làm sớ táo quân để báo cáo lên thiên hoàng là chuyện gì xảy ra trong trần thế. Bây giờ bước qua mình, bây giờ ba anh chị em chúng mình ở đây thì mình có thể nói cùng nhau chia sẻ những gì mình đã nhìn lại và chiêm nghiệm được trong một năm gần hết rồi. Thì mời Kim Anh trước đi. Kim Anh, năm 2020 có gì đáng nhớ và 21 chia sẻ. 2021. Tôi đúng còn dính vào năm 2020. Lùi một năm ha. Thì nguyên cái năm vừa rồi đó, mình vẫn bị cái đại dịch Covid phải không? Cái năm 2020 thì là tất cả mọi người hoang mang, rồi hồi hộp này kia. 2021 thì mình đã gần như quen với cái COVID. Đầu năm thì là mọi người hứng khởi là vì có cái thuốc ngừa thức chủng, ai cũng mong đợi để đến cái ngày mình được chủng. Thì cái cỡ tụi mình là khoảng tháng 3, tháng 4 là được rồi phải không? Thì khi mà được rồi đó thì thấy cái cuộc sống nó đỡ hồi hộp hơn. Mình nghĩ là mình dù sao cũng có cái chất kháng trong người, mình mới dám đi ra ngoài này kia. Nhưng mà sau đó lại có, người ta nói là một mũi chích mới. Có cái variant là Delta lại đi chích mũi thứ hai. Và bây giờ lại chích mũi thứ ba. Thì mình thấy là trong cái năm rồi, cái mà bài học lớn nhất đó là mình phải uyển chuyển theo những cái gì mà nó đang xảy ra. Tại vì mình nghĩ là mình chích là xong và mình có thể trở lại cuộc sống bình thường không bao giờ. Và cái bài học lớn nhất cho Kim Anh đó là mình cứ phải sống, nhưng mà đừng có đặt cái kỳ vọng là nó sẽ trở lại như trước, là trước cái thời Covid, mà mình nghĩ là nó không bao giờ trở lại. Và mình cứ phải uyển chuyển sống và đừng có đặt cái gì quá khó khăn cho mình, thì mình mới thoải mái được. Khi mà mình biết thêm mũi thứ hai thì phải đi chích, thêm mũi thứ ba. Có nhiều người nhất định không chích, bực mình quá thôi, mặc kệ. Nhưng mà như vậy nó cũng không có an toàn cho mình và người chung quanh, thì mình phải uyển chuyển. Vâng, cái điều đó thì rất là tiếc. Thương thơ có nhiều người quen và có những người con, họ trong ngành y sĩ nha, họ không tin vào vaccine, không chích, rồi bị Covid lây cho mẹ, cho mẹ phải bệnh nặng vào nhà thương. Thì cái điều đó rất là đáng tiếc. Và cái điều đó mình phải kỳ vọng là tất cả mọi người phải nên chích ngừa. Còn Hưng thì sao? Hưng thấy chiêm nghiệm một năm vừa qua như thế nào? Tác động với đời sống cũng Hưng, như là góp lời với lại chị Kim Anh, thì là mình biết rằng là cái đại nạn của Covid là nó xảy ra vào năm trước nữa, vào năm 2020. Nhưng mà nó có những cái biến chuyển
và nó vẫn dây dưa cho đến suốt năm 2021. Là bởi vì cũng như chị Kim Anh nói rằng là bắt đầu là khi mình từ năm 2020 qua 2021 thì mình vẫn trong cái trạng thái hoang mang. Mình không biết là bao giờ mới hết dịch và mình không biết phải làm cái gì để bảo vệ chính mình và của những người thân. Ngay cả khi mà trong tất cả các giới làm việc, từ y sĩ, bác sĩ, luật sư hay là những ngành nghề khác nhau, thì mình phải làm sao để cho mình thay đổi cái cách làm việc của mình. Rằng là một số, mà gần như là mọi nơi thì là mình không tới xưởng để làm nữa, không tới office làm nữa, mà mình phải làm việc ở nhà. Đó, thì nó đòi hỏi mình là bây giờ mình phải làm sao để cho mình thích hợp với lại cái môi trường nó hơi khác một tí, tức là mình không tới sở nữa, mình làm việc ở nhà. Ngay cả trong cái ngành nghề của luật sư của Hưng thì là rất là khó, tại vì khi mà mình phải ra tòa hay là mình phải tranh cãi mà mình không có ở ngoài tòa mà mình phải tranh cãi qua hình thức là Zoom hay là một cái hệ thống nào đó, thì nó làm cho công việc của mình rất là khó khăn hơn nhiều. Nhưng mà mình cũng phải thích ứng thôi. Nhìn lại vào năm 2021 thì Hưng thấy là có lẽ đây là một cái biến cố lịch sử mà trong đời người xảy ra chỉ có một lần thôi. Là bởi vì nhất là Việt Nam chúng ta là mình qua nhiều cái giai đoạn, nhất là những người lớn hơn mình thì mình thấy rằng là phải qua cái đợt di cư 54 rồi tới năm 75. Và khi mà qua Mỹ thì bây giờ mình lại có một cái mình trong đời mình phải trải qua cái đại dịch như thế này. Và mình không biết là tương lai, cũng như là chị Kim Anh nghĩ nói đó, thì là không biết là mình có trẻ về lại cái trạng thái bình thường không. Tại vì theo Hưng biết là một số người sau khi cũng vì cái dịch này, lúc đó thì họ mới nghiệm ra rằng là cái đời sống nó ngắn ngủi và cái gì họ nên quý trọng, sức khỏe hay là bạn bè hay là gia đình. Và chính Hưng cũng đã chứng kiến và cũng biết được những cái người thân quen của mình đã ra đi vì Covid, ngay cả có một người thân chủ cũng vậy. Thành thử ra nó nói lên điều gì, nó nói ra là cái cuộc sống của mình đó, mình sống sao cho nó ý nghĩa. Và có thể là những người khi mà mình tới luôn cái tuổi trung niên hay là cái tuổi cao niên rồi thì cái thời gian của mình không còn lại nhiều nữa, thì cái điều gì mình muốn làm và cái điều gì mang lại cho mình niềm vui. Và có lẽ cũng như hồi xưa mà mình đọc cái chuyện của Đắc Nhân Tâm nói rằng quẳng gánh lo đi để mà sống đó, thì có lẽ là Hưng nghĩ là cái điều đó là cái điều mà không chỉ cá nhân Hưng thôi, mà nghĩ là tất cả mọi người đều những cái ra. Nhỏ nhặt thì mình đừng có để ý tới quá. Đúng, phải rồi. Lo cái gì nó quan trọng tới đời sống, phải không ạ? Mình nói là quảng gánh lo con Covid đi. Có nhiều khi Hưng thắc mắc là đây là một cái đại nạn cho cả thế giới, cho cả nhân loại, mà tại sao có nhiều người cũng không tin là nó có thật hay là không có sợ hãi là thần chết đang đứng chờ đợi chúng ta, nhất là những người chưa chích ngừa, phải không? Thì đối với riêng Hưng Thơ thì cái năm vừa qua nó quá nhiều biến động, tác động từ bên ngoài cho đến gia đình. Có những người thân gia, Hưng Thơ có hai ông anh chồng mất, rồi người thân nhất của Hưng Thơ như người mẹ tinh thần của Thơ là chị Thái Hà cũng mất. Không phải vì Covid nhưng mà có những sự mất mát, rồi công việc nó thay đổi, rồi trong gia đình có những cái chuyện buồn và chuyện vui, như là có cháu nội mới, rồi có đứa cháu thì nó lại bị tâm thần, nên nó làm cho mình tất cả mọi chuyện đều lúc nào cũng vây bùa con người chúng ta. Mà Hưng Thơ thấy có cái hay của, nhiều khi Hưng Thơ thấy mình cũng phục mình nói riêng và cũng phục cho người Việt Nam, như Hưng vừa nhắc tới là chúng ta trải qua nhiều cái giai đoạn biến động cho đời sống, cho xã hội và cho đất nước, mà cái khả năng hội nhập và ứng phó hòa đồng gọi là flexible của người Việt Nam ta rất là hay. Và nhiều khi mình thấy mình cũng sống được như vậy, là đó là cái kinh nghiệm là mình có thể vượt qua những cái sóng gió, mình bơi được, mình cũng nổi lên trên bờ chứ mình không có chìm sâu. Và những người chìm sâu xuống lúc đó là đã không còn ở đây nữa. Là nếu mình không cố gắng, mình bơi theo cái dòng thác lũ của cuộc đời đó thì mình sẽ bị chìm thôi. Thì bây giờ Hương Thơ muốn nói về cái tại sao cái sự chiêm nghiệm, cái sự suy gẫm về một năm qua nó lại quan trọng đối với chúng ta. Trước khi mà Hương Thơ qua cái đề tài đó, cho Kim Anh chia sẻ thêm một vấn đề là nãy giờ mình nói về cái nhìn lại năm trong cái vòng cá nhân. Kim Anh muốn chia sẻ cái nhìn về những cái xảy ra trong xã hội, trong thế giới mà nó xảy ra năm vừa rồi, là mình thấy rất là rõ ràng có nhiều cái vụ đình công, phải không? Người ta như là những cái hãng xưởng, người ta cảm thấy là họ không tiếp tục làm với lại cái mức lương đó, hoặc là cái tình trạng làm nó khó khăn như vậy. Rất là nhiều cái đình công, thì những cái sự bất công xã hội đó trong năm vừa rồi nó bùng lên.
chúng ta thấy là vật giá leo thang, vì những người lái những cái xe tải, cái vấn đề đưa hàng hóa đã bị đình trệ, thì cái sự bất công đây là cái thời gian họ thấy ô, mọi người cần tới cái service của mình, cái dịch vụ của mình, mà tại sao họ không có trả mình cái lương khá hơn, trong khi những người mà CEO ở trên, shareholders là những người mà mua cổ phần đó, cái tiền họ vào rất nhiều, mà những người ở dưới cái tầng lớp thấp nhất lại là không được. Thì lần đầu tiên mà họ ý thức là cái công việc họ làm quan trọng, và đây là thời gian để cho họ nói lên, và bao nhiêu cái vụ đình công, và cuối cùng thì người ta bằng lòng tăng cái số lương hoặc là làm cho cái môi trường làm việc họ nó khá hơn. Thì cái đại dịch này nó làm cho chúng ta chú ý tới nhiều cái thành phần xã hội mà bị bạc đãi, thì đó cũng là một cái điểm mà tích cực nó xảy ra. Chứ nếu mà mọi chuyện nó chạy thì họ không dám đình công bây giờ. Ngay cả trong cái khu vực Kim Anh đang ở là Huntington Beach và là Fountain Valley là bị đình công xe rác. Đấy. Thì nguyên tuần qua là rác không lấy, nhưng mà họ vừa điều đình được và họ tăng lương cho những cái người đó. Thì mình thấy cái đó có cái sự công bằng. Đấy. Nó xảy ra. Cảm ơn Kim Anh, giáo sư Kim Anh rất nhiều. Đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng một vài phút và sẽ trở lại ngay với chương trình Phụ Nữ Ngày Nay, đề tài ôn cố tri thân. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.